Minh Trí và Phụng Yến chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đại Home Shopping. Thường thường thì trái cây trong gia đình của mình sau thì mỗi bữa ăn thì chúng ta sẽ sử dụng làm món tráng miệng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ muốn thay đổi, đó chính là sử dụng cho mỗi bữa ăn những ly nước ép trái cây. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Von. Đây là một chiếc máy ép trái cây, tuy nhiên đây là máy ép trái cây tốc độ chậm và chúng ta sẽ ép nguyên trái quý vị và các bạn nha. Mức giá cực kỳ ưu đãi để chúng ta có thể tận dụng hết được vitamin và dinh dưỡng ở bên trong mỗi loại trái cây khác nhau. Mức giá chính hãng dành cho dòng sản phẩm này là 4.990.000 đồng. Và ngày hôm nay nhân sự kiện đặc biệt kết hợp cùng với VTV Hyundai Home Shopping, quý vị các bạn chúng ta được hưởng ngay mức giá là 2.990.000 đồng cho một chiếc máy ép chậm nguyên trái như thế này. Quý vị các bạn chúng ta yên tâm là nó sử dụng phần trục ép để giúp là lấy hết những cái lượng nước nguyên chất nhất trong trái cây của mình mà không làm tách lớp lượng nước nè. Cũng đồng thời quý vị các bạn chúng ta yên tâm là không làm biến dạng những loại vitamin ở bên trong như là cách sử dụng lưỡi dao thông thường quý vị nha. Và khi mà chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này thì chúng tôi sẽ giao đến tận nhà cho quý vị và có kèm quà tặng nữa. Quý vị và các bạn sẽ đặt hàng nhanh chóng qua số tổng đài 1900 7137. Ngoài sản phẩm chính hôm nay chúng ta được tiết kiệm 2 triệu đồng, mức giá chính hãng là 4.990.000 đồng thì mức giá trên VTV Hyundai chỉ là 2.990.000 đồng, và còn lại chúng ta sẽ được nghe một bộ dao 8 món như thế này quý vị và các bạn nha. Trị giá của quà tặng là 299.000 đồng, chúng ta sẽ có đế gỗ nữa. Như vậy là không gian bếp sẽ rất là tiện nghi đầy đủ với bộ dụng cụ công cụ như thế này. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội và liên tục đặt hàng qua số tổng đài 1900 7137 hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc. Nhanh tay lựa chọn ngay máy ép chậm nguyên trái Von, giá ưu đãi 2.990.000 đồng, đã giảm so với giá chính hãng 4.990.000 đồng quý vị nha. Máy sử dụng công nghệ ép nguyên trái tiên tiến. Sản phẩm quà tặng gồm có bộ dao 8 món kèm đế cắm dao, cùng cắt gọt dễ dàng, món ngon ngập tràn, với bộ gồm 8 món đủ kích thước và chức năng. Một dao chặt, một dao thái lớn, một dao thái nhỏ, một dao gọt, một dao tỉa, một kéo, một đồ mài dao, một dao cắt bánh mì kèm đế cắm dao riêng. Máy ép chậm nguyên trái của thương hiệu Von giữ nguyên lượng vitamin và enzyme có trong rau củ trái cây. Chúng ta sẽ có hồng ép thẳng và cũng như là hồng ép tròn lớn. Chúng ta không cần phải cắt nhỏ cũng như không cần phải tách hạt trước. Máy ép chậm nguyên trái Von tiết kiệm, an toàn, vệ sinh. Các bộ phận được thiết kế riêng biệt, dễ tháo rời và vệ sinh. Máy ép chậm nguyên trái của thương hiệu Von, 7 ưu điểm nổi trội của máy ép chậm: cho ra nhiều nước ép hơn, giữ được phần lớn chất dinh dưỡng, vitamin trong rau củ và hoa quả. Nước ép không bị phân tầng và oxy hóa, bền hơn với tuổi đời có thể gấp 5 lần máy ép thông thường, ít tiếng ồn hơn khi vận hành, dễ dàng vệ sinh chùi rửa, vận hành được lâu hơn mà không lo cháy động cơ do quá nhiệt. Quay chậm hơn, ít sinh nhiệt lượng nên có thể vận hành lâu hơn và hạn chế tiếng ồn, bảo toàn tối đa dưỡng chất trong nước ép thành phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với công việc, đó là ép ra được những ly nước ép trái cây khác nhau với dòng sản phẩm mà chúng tôi đang mang lại cho quý vị và các bạn, đó chính là máy ép trái cây tốc độ chậm, và chúng ta sẽ ép nguyên trái quý vị và các bạn nha. Để không phải mất thời gian mình sơ chế, mình phải cắt muối cao ví dụ như là cả một quả cà chua như thế này, chúng ta sử dụng với lại thương hiệu Von máy ép trái cây nguyên trái tốc độ chậm thì quý vị có thể quan sát được là rất dễ dàng quý vị nha. Quý vị các bạn chúng ta yên tâm là khi mà mình sử dụng như thế này có thể là cho cả nguyên trái cà chua vào ở bên trong, và nhờ có phần trục quay rất là mạnh mẽ quý vị nha, phần bã sẽ được ra ở một đầu và ngay cả phần nước đó sẽ nằm lắng xuống ở bên dưới này đây. Và quý vị các bạn chúng ta khi sử dụng nhờ có phần trục ép này thì mình yên tâm là nó sẽ ép rất là chặt và lấy hết những cái lượng nước ở trong trái cà chua ra, và những cái phần nước như thế này, nước ép này rất là nguyên chất luôn đó Minh Trí. Không có phải là sử dụng lưỡi dao cho nên là không lo có là tạo bị nhiệt độ, cũng không lo là mất chất dinh dưỡng hay là làm biến dạng những loại vitamin ở bên trong. Minh Trí biết rằng là gia đình của mình cũng rất là quen thuộc với nhiều loại máy ép trái cây khác nhau. Tuy nhiên đó là những chiếc máy ép trái cây, và đặc biệt là thương hiệu Von cũng có nữa, là sử dụng ngay là lưỡi dao ép, nhưng mà hôm nay chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay với lại là bằng trục ép như thế này quý vị nha. Bằng chất liệu nhựa cao cấp và an toàn cho sức khỏe thì quý vị có thể dễ dàng quan sát được là tận dụng được hết những cái chất dinh dưỡng, vitamin và enzyme ở bên trong mỗi một loại trái cây khác nhau. Và Phụng Yến thấy là lượng nước cà chua của chúng ta ép ra như thế này cực kỳ đậm đặc luôn Minh Trí, và thiết kế phần đầu vòi của chiếc máy ép này cũng rất là tiện lợi. Thì quý vị các bạn chúng ta chưa cần lấy nước thì mình đóng chặt lại như thế này thì lượng nước nó sẽ được hòa trộn và giữ nguyên ở bên trong phần thân của máy. Còn khi quý vị các bạn chúng ta lại thấy đầy rồi và mình muốn thưởng thức ngay thì chúng ta sẽ cần là mở nhẹ nhàng đó phần nắp như thế này và lấy lượng nước ép rất là nguyên chất ở bên trong ra luôn. Và quý vị có thể dễ dàng quan sát là ở bên trong trục ép khi mà được vận hành thì ở bên này chúng ta cảm thấy là cái phần bã, Phụng Yến có thể quan sát được là rất là khô. Mặc dù là cà chua rất là nhiều nước, tuy nhiên là với tốc độ chậm của thương hiệu Von như thế này thì quý vị có thể quan sát được là phần bã cà chua rất là khô như thế này, để mình có cảm nhận được là mình tận dụng được hết những cái chất dinh dưỡng ở bên trong so với những thế hệ cũ của thương hiệu Von, đó chính
là máy ép trái cây sử dụng bằng lưỡi dao quý vị nha. Ở đây cả cái phần bã ra, cả một khối như thế này đây. Mình tận dụng cả một cái khay riêng đựng bã, và chúng ta sẽ có một khay để đựng nước ép nữa. Và có thể là sau khoảng thời gian ngắn thì quý vị có thể quan sát được là chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm đã vận hành xong rồi, và chắc chắn là Phụng Yến sẽ rót ra ly như thế này đây. Và thiết kế của phần bình đựng rất là tiện lợi với phần đầu rót như thế này quý vị các bạn à. Và chúng ta ngay lập tức lấy được. Wow. Đó, quý vị có thể nhìn thấy Phụng Yến rót là nó rất là đậm đặc luôn, không hề pha nước thêm như là cách chúng ta vẫn xay hay ép thông thường, không cần pha nước thêm, không cần cắt muối cầu, có thể xay ép nguyên trái và nước rất là đậm đặc, không hề bị tách lớp, giữ nguyên được chất dinh dưỡng. Mà Phụng Yến rất là thích uống nước ép cà chua vì có rất là nhiều vitamin luôn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ làm đẹp da hơn nữa quý vị và các bạn nha. Đã có ngay một ly nước ép cà chua nguyên chất ở bên trong chính không gian bếp gia đình của mình với chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Von. Và chắc chắn là chúng ta sẽ đi kèm trục ép, và chúng ta sẽ có một cái thanh ấn như thế này nữa để quý vị và các bạn có thể là dễ dàng chúng ta vận hành, mình ấn nhẹ mà thôi. Xong rồi chúng ta có thể là qua ngay với một cái món trái cây khác quý vị nha. Đặc biệt là trong gia đình của mình á, có rất là thích ăn rau xanh nè, cho những người lớn tuổi, nhưng mà trẻ em nhỏ thì cảm thấy là các bé cảm thấy là rất là ngại, hoặc cũng là khó ăn trái cây nữa, hoặc là rau xanh nữa. Nhưng mà hôm nay sử dụng ngay với máy ép trái cây tốc độ chậm, quý vị có thể dễ dàng quan sát được là cho cả một khối cải xanh như thế này vào bên trong luôn mà mình không cần phải cắt ngắn nữa Phụ Miễn nha. Cần tay chúng ta có thể là cho vào đó quý vị, các bạn thấy là Phụ Miễn không có khó khăn là việc cắt khúc ra gì cả, cứ đẩy vào ở bên trong. Và chúng ta sẽ sử dụng ngay đó chính là phần thanh nhấn như thế này quý vị các bạn à. Mình nhấn ngay lượng cần tay của mình xuống quý vị các bạn nha. Đó, chúng ta có thể là dễ dàng ép nguyên trái hoặc là cho cần tay vào nguyên thanh như vậy mà không cần phải cắt khúc đâu quý vị à. Phần trục này sẽ xoay rất là mạnh mẽ đây, và nó sẽ nghiền nát cũng như là lấy ra những cái lượng nước ép cực kỳ nguyên chất như là quý vị thấy đó. Đó, nhờ có chính là phần trục này đó Minh Trí à. Wow. Thay vì là chúng ta vẫn hay xay bằng cái lưỡi dao xay, đó là cắt nhuyễn bằng nhuyễn trái cây của mình ra và lấy nước. Còn ở đây là nó sẽ vắt, nó sẽ chiết lấy nước nhờ có phần trục xoay quý vị nha. Và phần bã ra như thế này cực kỳ khô ráo luôn, và những cái dưỡng chất được giữ lại rất là tốt khi mà chúng ta không sử dụng nhiệt của lưỡi dao xay. Và đặc biệt là quý vị có thể quan sát là cái phần trục ép có thể cuốn hết cả một cái thanh cải bẹ xanh như thế này ở bên trong, cũng như là chúng ta có thể là không cần phải cắt nhỏ nữa quý vị và các bạn nha. Mình có thể là sử dụng các loại cải bẹ xanh, hoặc là mình có thể sử dụng là cần tay, mình kết hợp chung với lại rau má chẳng hạn Phụ Miễn ha. Mình có thể cho ra được những ly nước ép với cái mùi vị đặc trưng lạ hơn, có thể là kích thích được khẩu vị gia đình của mình hơn quý vị nha. Ví dụ như chúng ta bỏ cần tay ngăn này thì với rau má chúng ta có thể là bỏ với phần ngăn miệng rộng hơn quý vị nha. Nó sẽ có hai ngăn như thế này để quý vị các bạn chúng ta cho vào hai phần miệng. Ví dụ như là những cái trái cây mà nguyên trái quý vị có thể là cho vào phần miệng lớn, còn những cái phần là nhờ loại dạng thanh thì chúng ta có thể là cho vào phần miệng nhỏ, và sau đó là mình nhấn nhẹ như thế này mà thôi. Quý vị có thể dễ dàng quan sát được là cái phần đầu vòi bây giờ có thể là mở ra để quan sát được là cái màu xanh rất là nguyên chất như thế này khi mà chúng ta sử dụng ngay với máy ép trái cây tốc độ chậm nguyên một trái, hoặc chúng ta có thể là cho ra cả được những ly nước ép nguyên chất như thế này quý vị nha. Quý vị các bạn chúng ta có thể là quan sát đó, màu xanh rất là đậm đặc, và khi mà chúng ta nhìn nó sẽ không bị tách lớp giữa một lớp nước và một lớp xanh ở bên trên đâu, mà nó hòa trộn cùng với nhau, bởi vì đây đó là nước ép nguyên chất quý vị các bạn nha. Và khi mà không cần sử dụng, chúng ta chỉ cần đậy phần vòi này lại, sau đó là tiếp tục xay ở bên trong. Phần xác, phần bã được đẩy ra ở ngăn bên cạnh và nó sẽ rất là khô. Phụng Yến cầm tay phần cầm phần bã ra như thế này để quý vị quan sát được, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng thì phần bã khô này đã được lấy hết nước rồi quý vị à. Ngay cả khi mà mình vắt như thế này cũng không có gặp cái tình trạng đó là bị nhiễu nhão hay là chảy nước đó quý vị. Hình dung đó là bã cực kỳ khô ráo bởi vì nước nguyên chất đã được vắt sạch hết rồi quý vị và các bạn. Có thể một cách thức mua sắm rất là hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping quý vị và các bạn nha. Đang quan sát là chúng ta sử dụng bằng trục ép bằng nhựa cao cấp, cũng như là không ảnh hưởng đến sức khỏe dành riêng thành viên gia đình của mình, dễ dàng vệ sinh chừa rửa để mình có thể là cho ra rất là nhiều loại nước ép trái cây khác nhau. Phần bã ra nguyên một khối và rất là khô, cũng như là chúng ta sẽ có một chế độ nhồi đảo chiều ở trong tình trạng là chúng ta có thể là sử dụng quá tải bên trong, tuy nhiên là chúng ta có chế độ đảo và thuận chiều như thế này để giúp cho quý vị và các bạn sẽ cho ra được những ly nước ép trái cây, ví dụ như là nước ép cần tây như thế này đây. Cần tây rau má, quý vị các bạn chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng để làm đẹp da nè, và cũng tốt cho hệ tiêu hóa của mình. Quý vị thấy như thế nào, màu xanh rất là đẹp mắt phải không ạ? Và nguyên chất luôn, và chúng ta chỉ xay trong một thời gian rất là ngắn, xay ép vô cùng tiện lợi với chiếc máy này. Quý vị và các bạn xem, mức thanh toán ưu đãi trên kênh truyền hình VTV Hyundai chỉ là 2.990.000 đồng, mức giá chính hãng của sản phẩm này là 4.990.000 đồng lận. Nhưng mà hôm nay mình mua sắm qua kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping thì chúng ta sẽ được tiết kiệm đi 2.000.000 đồng, mà chúng ta còn được tặng thêm bộ dao 8 món trị giá 299.000 đồng nữa. Tiếp tục sẽ là một cái món ép khác nhau nữa quý vị nha, mình kết hợp chung với lại cam cả nguyên một quả như thế này, hoặc là chúng ta có thể là kết hợp chung với lại dâu nữa Phụng Miễn ha. Chính xác quý vị các bạn, chúng ta không cần phải là cắt muối quý vị nha, nguyên một quả cho vào luôn, hoặc là chúng ta có thể là cho thêm dâu nè, làm những cái món nước ép tổng hợp cho gia đình của mình quý vị à. Dễ dàng để chúng ta có thể là hòa trộn vào ở bên trong. Và quý vị thấy đó, phần cam sẽ ngay lập tức được đẩy xuống, và nhờ có phần trục ép ở bên dưới nó sẽ xoay
sẽ nghiền và lấy ra những cái lượng nước ép rất là nguyên chất của quả cam. À, quý vị thấy đó, rất là nhanh chóng tăng dần nước ép lên đúng không ạ? Và phần xác, phần bã được ra ở một bên đầu khác. Wow, và ngay cả là những cái trái dâu cũng được hòa trộn chung luôn. Như vậy là chúng ta sẽ cho cả một quả cam như thế này quý vị và các bạn nha. Hoặc là chúng ta kết hợp chung đó chính là dâu nữa để chúng ta sẽ cho ra được những ly nước ép trái cây hỗn hợp. Như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm thêm thời gian, không cần phải tốn nhiều thời gian phải sơ chế nữa. Ra một cái màu sắc rất là hấp dẫn, và đặc biệt là ở bên kia thì quý vị có thể quan sát được là cái phần bã rất là khô, bởi vì chúng ta đang sử dụng công nghệ chậm ép chậm thôi để chúng ta tận dụng được hết những cái chất dinh dưỡng và vitamin ở bên trong các loại trái cây mang lại cho mình. Và chúng ta sẽ hưởng rất là nhiều vitamin C từ món thức uống hỗn hợp này đây, vừa có cam vừa có dâu, màu sắc đẹp mắt, hương vị chua chua thơm ngon. Wow. Và quý vị các bạn, chúng ta uống nguyên chất quý vị các bạn nha. Uống nguyên chất là một yếu tố mình sẽ rất là thích khi mà mình có thể tự thực hiện ở nhà của mình luôn, không cần phải ra tiệm nữa và cũng không lo ngại những loại nước ép bị pha tạp nước quá là nhiều hay là bị tách lớp. Giờ đây là uống nguyên chất để mình thưởng thức xem nào. Rất là hấp dẫn, để quý vị và các bạn sẽ mang về cho không gian bếp hiện đại hơn với một chiếc máy ép trái cây tốc độ chậm của thương hiệu Voi và ép nguyên trái. Chúng tôi đang nhấn mạnh là chúng ta ép nguyên trái cùng với công nghệ ép chậm và sử dụng bằng trục ép, chúng ta không sử dụng bằng những cái lưỡi cắt như ngày xưa nữa, để giúp chúng ta sẽ có một cái sự cải tiến mới hơn, một không gian bếp đầy đủ tiện nghi hơn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện ví dụ như là chúng ta làm những cái món ép táo quý vị nha. Chỉ cần rửa sạch trái cây thôi, không cần phải bóc vỏ gì cả, chúng ta sẽ cho ngay những quả táo vào ở bên trong trục ép như thế này đây. Rất là dễ dàng tiện lợi quý vị các bạn, chúng ta cho cả quả vào ở bên trong quý vị các bạn nha. Ngay lập tức nè, nó sẽ được cuốn xuống ở bên dưới và chính phần trục này sẽ đẩy và cắt táo của chúng ta ra quý vị các bạn nha. Rất rồi. Là dễ dàng nhanh chóng luôn. Đó, và quý vị thấy đó, nước táo ép lập tức xuất hiện cực kỳ nhanh luôn, không tốn quá nhiều thời gian trong gia đình của mình. Và với phần trục xoay này, nó sẽ xoay nghiền và ép nước ép thật là nguyên chất, không bị tách lớp, không tạo nhiệt, không làm mất đi giá trị của vitamin quý vị nha. Và phần xác sẽ ra rất là khô, không hề động lại nước, quý vị không cần phải có thêm một bước đó là ép lại một lần nữa như là những chiếc máy khác đâu. Chúng ta có thể là yên tâm sử dụng tiện lợi ngay tại gia đình của mình để có ngay những ly nước ép rất là hấp dẫn, nhiều vitamin và chăm sóc sức khỏe thật là tốt cho nhiều thành viên trong gia đình. Như quý vị có thể quan sát là Minh Trí có thể cho rất là nhiều quả táo vào bên trong như thế này đây, và chắc chắn là cùng với cái lưỡi ép của chúng ta, trục ép của chúng ta sẽ có thể là nhấn nè, nghiền cắt trái cây của chúng ta nữa, và có thể là cho ra cái phần bã rất là khô, và phần còn lại thì chúng ta cũng có thể là cho ra cái phần nước ép nguyên chất quý vị và các bạn nha. Khác với cái thế hệ cũ của thương hiệu Von, đó chính là sử dụng bằng lưỡi dao, thì chúng ta sử dụng bằng trục ép bằng nhựa như thế này, rất là cao cấp như thế này đây. Quý vị có thể dễ dàng quan sát được là mình chỉ cần cho vào bên trong rất là nhiều. Ví dụ như gia đình của mình có đông thành viên phụ miếng ha, mình có thể là cho ra cả một khối lượng nước ép trái cây nguyên chất rất là lớn như thế này đây. Wow. Như vậy là chúng ta có thể là dễ dàng chuẩn bị cả những cái bữa tiệc cho gia đình của mình nữa đó Minh Trí à. Sau khi chúng ta thưởng thức bữa ăn chính xong thì quý vị đừng quên là mình sẽ thưởng thức ngay những ly nước ép hấp dẫn thơm ngon, làm tại nhà và làm với nhiều loại trái cây khác nhau. À, nước táo ép chăm sóc cho làn da, cho sắc đẹp và làm chậm quá trình lão hóa. Quý vị và các bạn sẽ có ngay là mỗi thành viên trong gia đình của mình lại thích một loại trái cây, một loại nước ép trái cây khác nhau, thì giờ đây mình có thể là kết hợp chung để ra được những ly nước ép trái cây hỗn hợp quý vị và các bạn nha. Để có ngay trọn một đơn đặt hàng thành công, chúng ta sẽ có rất là nhiều phụ kiện với máy ép trái cây tốc độ chậm và nguyên trái. Quý vị có thể dễ dàng quan sát là từng bộ phận được tháo rời để giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn quý vị nha. Và đặc biệt là chúng ta sử dụng công nghệ ép chậm, có trục ép bằng nhựa, an toàn cho sức khỏe và dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Ngoài ra với mức giá tiết kiệm 2 triệu đồng, chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi. Khi đặt hàng thành công trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, quý vị và các bạn sẽ mang về nhà thêm sản phẩm quà tặng trị giá 299.000 đồng. Quý vị các bạn, chúng ta đang cùng nhìn ngắm đó chính là dòng sản phẩm chính của Von, và chúng ta nhận thêm quà tặng như thế này đây. Bộ dao 8 món. Wow. Quý vị và các bạn nha. Chúng ta có những con dao bản lớn như thế này, có những con dao để mình thái lát nè, có dao cắt bánh mì, có dụng cụ mài dao, chúng ta có dao gọt tỉa và có thêm là kéo và phần đế gỗ nữa quý vị ạ. À. Wow. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay dòng sản phẩm chất lượng của thương hiệu Von và nhận quà tặng quý vị nha. Tiết kiệm lên đến là 2 triệu đồng, mức giá dành cho một chiếc máy ép chậm chất lượng như thế này chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi. Hãy gọi ngay về cho chúng tôi bây giờ ở 1900 7137 hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Nhanh tay lựa chọn ngay máy ép chậm nguyên trái Von, giá ưu đãi 2.990.000 đồng đã giảm so với giá chính hãng 4.990.000 đồng quý vị nha. Máy sử dụng công nghệ ép nguyên trái tiên tiến. Sản phẩm quà tặng gồm có bộ dao 8 món kèm đế cắm dao, cùng cắt gọt dễ dàng, món ngon ngập tràn. Với bộ gồm 8 món đủ kích thước và chức năng: một dao chặt, một dao thái lớn, một dao thái nhỏ, một dao gọt, một dao tỉa, một kéo, một đồ mài dao, một dao cắt bánh mì kèm đế cắm dao riêng.
Hãy lựa chọn ngay máy ép chậm nguyên trái của thương hiệu Von. Dễ dàng để quý vị các bạn chúng ta có thể làm những ly nước ép cực kỳ nguyên chất, giúp dinh dưỡng được giữ lại không bị oxy hóa, và có thể cho cả nguyên một trái vào bên trong máy ép chậm này mà không cần cắt nhỏ ra. Mức giá ưu đãi chỉ 2.990.000 đồng, chúng ta sẽ có ngay một người bạn đồng hành giúp chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Trẻ nhỏ thích uống thật là nhiều những loại nước ép thơm ngon đa dạng các màu sắc, bố mẹ thì quá bận rộn không có nhiều thời gian để chăm sóc cho bữa ăn cũng như là những giá trị dinh dưỡng trong nhà. Có ngay máy ép chậm Von dễ dàng cho trái cây nguyên trái vào, và quý vị các bạn chúng ta chỉ cần nhấn nút mà thôi, chiếc máy ép sẽ vắt hết những cái lượng nước nguyên chất ở bên trong trái cây ra và giúp chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình với vitamin và các chất xơ cần thiết. Vitamin và chất xơ giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cho hoạt động của hệ tiêu hóa và giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa lại. Hãy chăm sóc sức khỏe ngay bây giờ cùng với máy ép chậm của thương hiệu Von. Gọi ngay 1900 7137 để hưởng mức giá 2.990.000 đồng và nhận tặng kèm bộ dào 8 món. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh, quý vị các bạn chúng ta hãy nhanh tay để có thể lựa chọn máy ép chậm nguyên trái cho gia đình của mình. Sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Von, một lần đầu tư nhưng làm ngay những ly nước ép hấp dẫn thơm ngon cho cả nhà trong suốt một thời gian dài. Đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình với vitamin và các chất xơ cần thiết trong rau, trong củ, trong quả quý vị nha. Không chỉ uống nước ép trái cây, chúng ta còn có thể đa dạng với nhiều những loại rau củ, thực hiện ngay những thức uống dinh dưỡng mỗi ngày. Máy ép chậm nguyên trái của thương hiệu Von giữ nguyên lượng vitamin và enzyme có trong rau củ trái cây. Chúng ta sẽ có hồng ép thẳng và cũng như là hồng ép tròn lớn. Chúng ta không cần phải cắt nhỏ cũng như không cần phải tách hạt trước. Máy ép chậm nguyên trái Von tiết kiệm, an toàn, vệ sinh. Các bộ phận được thiết kế riêng biệt, dễ tháo rời và vệ sinh. Quý vị và các bạn thân mến, có một chiếc máy ép chậm ngay tại nhà thì rất là tiện lợi. Chúng ta có thể là dễ dàng ép đầy đủ những loại trái cây khác nhau mà lấy được đó là nước nguyên chất của nó quý vị nha. Sẽ có đó chính là cối xay nè, có miệng phễu lớn, bỏ nguyên trái vào luôn cũng được. Và quý vị có thanh nhấn đi kèm. Đồng thời chúng ta sẽ có phần trục xoay ở bên trong rất là mạnh mẽ, giúp chúng ta xoay dần với tốc độ chậm và từ đó vắt chặt, lấy chặt nước của những loại trái cây ra bên ngoài. Và chúng ta có thể là uống nước ép đó cảm thấy rất là nguyên chất và nhiều vitamin ở bên trong. Và ngày hôm nay sở hữu dòng sản phẩm này, quý vị các bạn chúng ta tiết kiệm lên đến là 2 triệu đồng quý vị nha. Chỉ còn là 2.990.000 đồng thôi. Và bây giờ Hùng Yến nghĩ là mình lại tiếp tục tạo ra thật là nhiều ly nước ép thơm ngon đi nào. Quý vị và các bạn dễ dàng chỉ có một công tắc mà thôi, chúng ta sẽ cảm thấy là có chế độ thuận và đảo chiều, và chúng ta sẽ cho cả một quả vào bên trong như thế này quý vị, như mình có thể làm củ dền quý vị nha. Có thể tăng thêm nhiều vitamin ở bên trong, đặc biệt là các bé gia đình của mình. Bố mẹ cũng đang rất quan tâm làm sao để có được những ly nước ép trái cây nguyên chất và sạch sẽ, đảm bảo được là vệ sinh an toàn thực phẩm, thì trong không gian bếp chúng ta nên chọn lựa những dòng sản phẩm cao cấp như thế này đến từ thương hiệu Von. Sử dụng đó là công nghệ bằng ép trục ly tâm với tốc độ chậm, quý vị có thể dễ dàng quan sát được là ở đây Minh Trí Phụng Yến đang thực hiện đó chính là một cái món đó là nước ép củ dền. Quý vị có thể quan sát được là ở bên trong ép rất là chậm để chúng ta có thể phát huy được hết, và đặc biệt là sẽ cho ra được những màu sắc nguyên chất như thế này quý vị nha. Quý vị các bạn chúng ta có thể là ép rất là đậm đặc như thế này luôn, như là quý vị nhìn màu củ dền ra rất là đậm đặc, không hề bị pha nước quý vị ạ. Và cũng không tốn quá nhiều thời gian khi mà quý vị các bạn chúng ta thực hiện ngay tại gia đình của mình quý vị nha. Và với nước ép củ dền như vậy chúng ta có thể chăm sóc rất là tiện lợi cho những bữa ăn hay là ngay cả những cái món làm bánh ở trong gia đình của mình quý vị ạ. Và chúng ta có thể là đóng chặt phần nắp này lại khi mà mình không cần lấy nước ép ra nữa. Và với thiết kế rất là độc đáo của phần bình đựng thì quý vị các bạn chúng ta có thể là rót ra rất là nhanh chóng như thế này nhờ có phần mỏ vịt ở đây. Wow. Quý vị có thể quan sát là màu sắc rất là đẹp, và đặc biệt đây là màu nguyên chất từ củ dền quý vị và các bạn nha. Chúng ta có thể là ép với tốc độ chậm và sẽ cho ra một ly nước ép củ dền như thế này đây. Làm cho các bé cảm thấy là kích thích hơn khẩu vị gia đình của mình trong từng cái món ăn khác nhau, cùng với máy ép trái cây tốc độ chậm và ép được nguyên trái của thương hiệu Von, và đặc biệt là cái phần bã rất là khô. Nếu như chúng ta kết hợp chung với nhiều loại trái cây thì sao, chúng ta sẽ cho ra được là những ly nước ép trái cây hỗn hợp, ví dụ như là cả một quả cà rốt. Quý vị có thể quan sát được là cái phần trục ép sẽ tự động nghiền cắt nát ở bên trong, và chúng ta sẽ bắt rất là chặt như Phụ Mỹ đã giới thiệu đó, để chúng ta sẽ cho ra cái phần bã cà rốt rất là khô quý vị và các bạn nha. Chúng ta không cần phải cho nước vào nè, chúng ta cũng không sử dụng lưỡi dao, cho nên là nhờ có phần trục này nó sẽ ép và không tạo nhiệt ở bên trong quý vị ạ các bạn nha. Ép lấy nước, và phần nước này quý vị thấy đó là nước nguyên chất của cà rốt được ép ra luôn, và phần bã ra ở bên ngoài sẽ là một phần bã cực kỳ khô ráo luôn, không bị vắt chảy nước, không bị quá là nhiễu nhão như là những cái loại trái cây mà chúng ta ép với lại những cái phần lưỡi dao xay quý vị ạ. Và với thanh nhấn mình chỉ cần nhấn nhẹ như thế này cho nguyên cà rốt vào nguyên một quả luôn, mà chúng ta không cần phải cắt khúc
gì đâu cả. Wow, quý vị có thể quan sát cùng với Phụng Yến là cái phần bã cà rốt rất là khô như thế này quý vị nha. Đó chính là chúng ta sử dụng bằng tốc độ là ép chậm thôi, để chúng ta sẽ ra từ từ cái phần bã khô như thế này. Quý vị có thể quan sát được là ra cả một khối, một thanh như thế này đây ở phần hộc chứa riêng. Và ở trên bên chúng ta có thể là đặc biệt là chúng ta sẽ cho ngay cả một quả cà rốt như thế này đây. Hoặc là chúng ta có thể là kết hợp chung với lại nước ép chanh dây nữa quý vị và các bạn nha. Ở đây Trí có thể là cho thêm cái phần chanh dây vào bên trong như thế này đây. Quý vị có thể dễ dàng quan sát là chúng ta sẽ pha chung với lại hai hỗn hợp trái cây khác nhau như thế này đây quý vị nha. Mình có thể là dễ dàng làm nước ép cà rốt nguyên chất như thế này, hoặc là chúng ta làm nước ép cà rốt chung với chanh dây và nó sẽ trộn đều ở bên trong phần bình đựng luôn quý vị và các bạn nha. Đó, cho chanh dây vào rồi và bây giờ là cho thêm cà rốt vào. Và ở bên dưới quý vị các bạn, chúng ta sẽ có ngay một hỗn hợp, đó là cà rốt chung với lại chanh dây được hòa trộn. Như vậy là tùy theo nhu cầu của gia đình chúng ta muốn uống loại nào thì chúng ta có thể là tự mình thực hiện quý vị và các bạn nhé. Dễ dàng là riêng một phần cà rốt không, hoặc là cà rốt với chanh dây, hay là rất là nhiều những cái loại trái cây khác phối hợp lại với nhau. Quý vị và các bạn có thể là kết hợp chung tùy theo khẩu vị, sở thích của từng thành viên ở bên trong chính gia đình của mình. Ở đây mình có thể cho ra được những ly nước ép trái cây cà rốt với chanh dây, là nước ép trái cây hỗn hợp chẳng hạn, ở bên trong chính không gian bếp gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Và quý vị các bạn, chúng ta sẽ thấy ngay đó chính là những cái phần bã sẽ rất là khô và được đựng riêng ở một phần bình đựng như thế này luôn quý vị à. Và trong phần bình đựng này Phùng Yến thấy là nó không hề chảy nước. Bình thường nếu như quý vị các bạn chúng ta thực hiện những cái món nước ép khác á, thì đôi khi á, là chúng ta lại phải lấy phần xác phần bã này mình ép lại thêm một lần nữa để tiết kiệm. Nhưng mà ở đây đó rất là khô ráo, không hề chảy nước một chút xíu nào cả quý vị à, các bạn à. Cái phần bã rất là khô được đựng riêng một chiếc hộc như thế này để giúp cho quý vị là chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn. So với cái hệ cũ của thương hiệu Voi là chúng tôi bằng ép bằng lưỡi bằng inox. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ làm bằng trục ép bằng nhựa cao cấp, không ảnh hưởng đến sức khỏe và chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Nếu như mình làm nước ép cốc thì sao, quý vị cũng có thể thực hiện một cách dễ dàng hơn. Cốc thì quý vị hình dung là nó rất là cứng đúng không nào? Chúng ta cho cả quả vào như thế này. Cứng nhưng mà chúng ta vẫn yên tâm là chiếc máy của mình vẫn sẽ ép với phần trục rất là chắc chắn. Quý vị có thể quan sát được là chúng ta sẽ có hai cái phần khay đựng khác nhau. Một bên là chúng ta sẽ đựng một phần bã cốc như thế này đây, và đặc biệt là chúng ta ép nguyên một quả, nguyên một trái cốc luôn, để giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta không có cần phải tốn nhiều thời gian để mà sơ chế bên trong như thế này quý vị và các bạn nha. Cho liên tục vào bên trong những quả cốc như thế này và tiếp tục là chúng ta sẽ ra được một ly nước ép cốc với màu xanh nguyên chất rất là bắt mắt quý vị nha. Ở gia đình của chúng ta thì quý vị các bạn chúng ta có thể là dễ dàng phối hợp với nhiều những loại trái cây khác nhau. Và nhớ là mình uống nước trái cây tươi như vậy mỗi ngày, chăm sóc cho làn da, chăm sóc cho sức đề kháng, chăm sóc cho tuổi thọ của mình nữa, nó sẽ làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể của mình quý vị nha. Và hãy xem đó, nước cốc ép nguyên chất với rất là nhiều vitamin như thế này đã ra lò rồi đây. Quý vị có thể dễ dàng quan sát là trong thời gian ngắn thôi thì Minh Trí và Phụ Biến có thể là cho ra được rất là nhiều, một khối lượng lớn. Nếu như gia đình của mình trong những ngày lễ hoặc là những cái bữa tiệc thì sao, mình có thể là cho ra được rất là nhiều cùng một lúc, rất là nhiều ly nước ép trái cây khác nhau quý vị nha. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là hình dung là tiện lợi mình chăm sóc cho bữa ăn gia đình của mình với những món chính rồi nè. Chúng ta có thể là có ngay những ly nước ép như thế này. Nước ép như thế này chúng ta bỏ vào bên trong tủ lạnh nhà mình á, mát mát lạnh lạnh, và chúng ta thưởng thức những khi mà đi làm về hay đi học về mệt đó Minh Trí. Đúng rồi. Có ngay nước ép nguyên chất uống vào một cái là sảng khoái vô cùng luôn. Và đặc biệt là mình có thể là tăng thêm sức đề kháng khi mình cung cấp rất là nhiều vitamin, enzyme và chất xơ ở bên trong. Nên hạn chế uống quá nhiều thức uống có ga để mình có thể là bảo vệ sức khỏe cho cả nhà của mình với được. Đặc biệt là khi mình tận dụng ngay đó chính là những ly nước ép trái cây nguyên chất. Ví dụ như là mình làm lụa trong nước ép lụa gia đình của mình chẳng hạn, quý vị có thể dễ dàng quan sát được là mình chỉ có thể là sơ chế là mình có thể cho ra được những cái hạt như thế này đây, và chúng ta có thể cho vào bên trong phễu lớn quý vị nha. Và ngay cả là những cái phần hạt nè, hay là những cái phần vỏ còn sót lại, những cái phần xơ nó cũng sẽ ép rất là sạch luôn đó Minh Trí ơi. Và xác sẽ được ra một đầu mà nước ép nguyên chất sẽ được ra đầu còn lại. Và quý vị các bạn chúng ta thấy đó, cực kỳ tiện lợi luôn, vừa hòa trộn ở bên đây mà chúng ta vừa giữ lại được ở bên trong bình đựng nữa. Khi nào mình cần uống thì mình chỉ cần đó là mở phần nắp này, mình lấy ra nước ép nguyên chất luôn. Cực kỳ nhanh chóng cho gia đình của mình. Nhà nào có trẻ nhỏ chúng ta đang lo ngại những ly nước ép ở bên ngoài ở thị trường bán á Minh Trí. Nhiều khi là ghé đại vào một hè đường mua một ly nước ép không có yên tâm về chất lượng. Trái cây không biết có tươi không, quá trình thực hiện không biết có sạch sẽ hay không. Giờ đây làm ngay tại nhà luôn với chiếc máy của Von, cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi, đặc biệt là an toàn nữa. Và đặc biệt là nãy giờ Minh Trí, Phụng Miến sử dụng, chúng ta không sử dụng đường luôn Phụng Miến ha. Mình tận dụng ngay những cái vị ngọt nguyên chất ở bên trong từng loại trái cây khác nhau, mình có thể cho ra được cái màu sắc là màu hồng của nước ép lụa rất là hấp dẫn. Và đây là nước ép nguyên chất đến từ thương hiệu Von, một máy ép trái cây với tốc độ chậm, chúng ta có thể là tận dụng được hết những các loại enzyme và trái cây khác nhau quý vị và các bạn nha.
Và khi quý vị các bạn chúng ta thưởng thức nước ép trái cây do chính mình làm thì rất là yên tâm, đồng thời là tự mình có thể lựa chọn những cái loại trái cây tươi nữa quý vị các bạn ạ. Chăm sóc cho những cái món thức uống, những cái bữa ăn xế ở ngay tại nhà và yên tâm với sức khỏe của cả gia đình chúng ta. Quý vị và các bạn chỉ cần thanh toán nếu như mức giá chính hãng là 4.990.000 đồng thì hôm nay mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi. Chúng ta tiết kiệm 2.000.000 đồng và quý vị đừng quên chúng ta còn có quà tặng đi kèm nữa quý vị và các bạn nha. Hôm nay chúng tôi được áp dụng cho quý vị và các bạn khi chúng ta đặt hàng thành công trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, đó chính là cả một bộ dụng cụ công cụ cắt gọt tỉa rau quả trái cây và thực phẩm ở trong chính không gian bếp gia đình của mình. Quý vị các bạn chúng ta sẽ có ngay đó chính là bộ dao lên đến 8 món, có những con dao lớn để mình chặt, dao để mình cắt lát, dao để mình gọt tỉa, có dao để mình cắt bánh mì và có dụng cụ mài dao và có thêm kéo nữa chứ. Và một đế gỗ để mình đựng tất cả những bộ dao. Hãy sở hữu ngay một chiếc máy ép chậm của thương hiệu Von và chúng ta sẽ có thêm một quà tặng này rất là chất lượng quý vị ạ. Hãy nhớ uống nước ép mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe nhé. Gọi ngay về cho chúng tôi bây giờ 1900 7137. Nhanh tay lựa chọn ngay máy ép chậm nguyên trái Von, giá ưu đãi 2.990.000 đồng đã giảm so với giá chính hãng 4.990.000 đồng quý vị nha. Máy sử dụng công nghệ ép nguyên trái tiên tiến. Sản phẩm quà tặng gồm có bộ dao 8 món kèm đế cắm dao, cùng cắt gọt dễ dàng, món ngon ngập tràn, với bộ gồm 8 món đủ kích thước và chức năng. Một dao chặt, một dao thái lớn, một dao thái nhỏ, một dao gọt, một dao tỉa, một kéo, một đồ mài dao, một dao cắt bánh mì kèm đế cắm dao riêng. Thông thường đối với một số loại trái cây khi mà chúng ta muốn ép chúng ta cần phải tách vỏ, phải tách hạt. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Von, đó chính là máy ép chậm nguyên trái không cần tách vỏ, không cần tách hạt của thương hiệu Von. Với họng ép lớn và cũng như là từng phụ kiện bộ phận bên trong được tháo rời dễ dàng, giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Công nghệ ép chậm và cũng như là lực vắt ly tâm giúp cho quý vị và các bạn cảm nhận được là chúng ta tận dụng hết tất cả các loại vitamin và enzyme có trong mỗi loại rau củ quả, có trong mỗi loại trái cây để có thể cung cấp tối đa những dưỡng chất cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng cũng như là bảo vệ sức khỏe của tất cả các thành viên ở bên trong gia đình của mình. Một hộc chứa để có thể ra được chất bã của trái cây sau khi đã ép xong, quý vị có thể quan sát được là rất là khô, do đó chúng ta cảm nhận được là có thể chiết tách hết tất cả các chất dinh dưỡng ở bên một cái họng đựng riêng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể ép trái cây chung với một số loại rau củ quả để có thể cho ra được những ly nước ép trái cây hỗn hợp, thay đổi khẩu vị cho bữa ăn hàng ngày của gia đình mình với những ly nước ép trái cây như thế này. Cùng với mức giá hôm nay, quý vị và các bạn sẽ tiết kiệm đi 2.000.000 đồng so với mức giá chính hãng 4.990.000 đồng. Hôm nay chúng tôi mang lại cho quý vị trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping chỉ là 2.990.000 đồng mà thôi. Không những đã có ngay máy ép chậm nguyên trái của thương hiệu Von mà quý vị còn có thêm sản phẩm quà tặng, đó là bộ dao kéo lên đến 8 món đi kèm với lại ghế gắm dao, giúp cho không gian bếp sẽ trở nên đầy đủ tiện nghi hơn. Đặt hàng nhanh chóng qua số tổng đài 1900 7137, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoặc truy cập website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn quý vị nhé. Máy ép chậm nguyên trái của thương hiệu Von, 7 ưu điểm nổi trội của máy ép chậm: cho ra nhiều nước ép hơn, giữ được phần lớn chất dinh dưỡng, vitamin trong rau củ và hoa quả. Nước ép không bị phân tầng và oxy hóa, bền hơn với tuổi đời có thể gấp 5 lần máy ép thông thường. Ít tiếng ồn hơn khi vận hành, dễ dàng vệ sinh chùi rửa, vận hành được lâu hơn mà không lo cháy động cơ do quá nhiệt. Quay chậm hơn, ít sinh nhiệt lượng nên có thể vận hành lâu hơn và hạn chế tiếng ồn, bảo toàn tối đa dưỡng chất trong nước ép thành phẩm.